Thưa quý khán giả, ngày hôm nay do khối không khí lạnh suy yếu nên thời tiết tại các tỉnh thành Bắc Bộ sẽ ấm dần lên. Tuy nhiên do trời vẫn khá nhiều mây nên nhiệt độ tại khu vực này không tăng lên được nhiều, chỉ phổ biến ở ngưỡng từ 17 cho đến 20 độ. Thời tiết ấm dần lên nhưng chất lượng không khí tại thủ đô Hà Nội lại chỉ ở mức trung bình đến kém trong những ngày tới. Vì vậy mà người dân cần hạn chế các hoạt động ngoài trời và khi ra ngoài thì nên đeo khẩu trang chống bụi mịn để có thể bảo vệ sức khỏe. Đối với khu vực Trung Bộ, các tỉnh phía Bắc đèo Hải Vân, trời cũng khá nhiều mây với nhiệt độ ngày mai sẽ dao động trong ngưỡng từ 20 cho đến 24 độ. Trong khi đó, các tỉnh phía Nam đèo Hải Vân, ban ngày thì mây mỏng dần và nắng xuất hiện nhiều hơn nên nhiệt độ cũng cao hơn hẳn, phổ biến trong khoảng từ 27 cho đến 30 độ. Trở vào với khu vực Nam Bộ, nắng cũng xuất hiện nhiều tại khu vực này trong ngày hôm nay. Tuy nhiên, cường độ nắng không quá mạnh với nhiệt độ cao nhất sẽ dao động trong khoảng từ 30 cho đến 32 độ. Chuyển sang những thông tin thời tiết biển, quần đảo Hoàng Sa không mưa, còn quần đảo Trường Sa có mưa dông, kèm lốc xoáy và gió giật mạnh. Tại Hoàng Sa và vùng biển phía tây quần đảo Trường Sa đều có gió đông bắc, hoạt động với cường độ cấp 6, giật cấp 8 gây biển động. Và phần cuối sẽ là những thông tin dự báo chi tiết cho các tỉnh và thành phố trên cả nước trong ngày hôm nay.